nó bao nhiêu lần rồi, ăn uống sạch sẽ vệ sinh, muỗng dơ về sao ăn? Dạ, để con lấy muỗng khác cho chú. Em thấy nó sạch nè, ăn đi. Ờ, cùng lấy chết thôi. Dạ. Không cần đâu con. Dạ. À, Tâm Ý ơi. Dạ. Canh này canh gì mà ngon quá vậy? À, canh rau dẹp bình thường thôi chú. Mà công nhận Tâm Ý nấu món nào ăn ngon hết á. Dạ, cảm ơn. Đúng là người sắp lấy vợ có khác ha. Người nó vui vẻ phấn chấn hẳn lên. Ăn thêm đi con. Dạ 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 dạ. Canh đi. Dạ dạ. Ăn đi anh Hùng, ăn tự nhiên. Chị ơi, chị. Ủa? Tâm Anh, sao không ở nhà làm bài tập ra đây làm chi vậy? Em muốn đi siêu thị với chị à. Mấy cô chú ở ngoài thử thức ăn mà không thấy em tới thì buồn lắm á. Đi nhanh đi chị, đi. Đây. Hai chị em đang đi siêu thị đúng không? Dạ. Thì hai chị em lên xe đi, anh chở đi cho nó mát. Dạ thôi, cảm ơn chú nha, đi Tâm Anh. Thôi lên xe đi, trên xe có máy lạnh, đi đằng nào cũng tới siêu thị cho nó mát. Dạ, dạ thôi, không cần đâu chú ơi. Máy lạnh hả chú? Đúng rồi. Thiệt hả chú? Dạ, cảm ơn chú. Mà Tâm Anh, mình đi ha. Kỳ lắm. Lên đi mà, cảm ơn chú. Tâm Anh kỳ quá hả? Thôi vô xe đi, vô xe đi, vô xe đi. Đúng rồi, bước chân lên. Rồi mình đi nha. Chị ơi, đi xe hơi đã quá chị ơi. Chú ơi, chú lấy xe công ty chở tụi con đi vậy, có sao không chú? Không sao đâu, em Ý đừng có lo. Xe của anh bữa nay đặng cả ngày mà. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trời ơi, đấy dặn rồi tới rước bên trường vào. Thằng người đã vậy còn khóa máy luôn nữa. Ôi, ở đây thì sao bắt taxi được đây, thiệt tình cái thằng này. Kiếm người doanh nghiệp đủ việc rồi luôn mới được. Đi nhanh lên chị. Để giúp lên. Dạ. Chị đâu vậy? À, chú tài xe. À, chị em tôi đi ra ngoài một chút nha. Tâm Ý, anh biết em rất bất ngờ, nhưng đó là tấm lòng của anh. Thật tình, anh không còn nhiều thời gian nữa. Hy vọng em sẽ suy nghĩ lại và trả lời ngay lập tức. Anh chờ câu trả lời của em. Anh không phải là người tầm thường đâu. Anh đã đạt được điểm số cao trong 4 năm đại học kinh tế và đã tốt nghiệp loại giỏi. Ai vậy chị? Hả? Sao tin nhắn tới nhiều vậy? À, có chuyện quan trọng lắm hả? Không có gì quan trọng đâu. Ủa sao chị không đọc đi? Mấy cái này không cần xem đâu. À, mà nãy chị mới đi đâu về vậy? À, thật ra thì chú tài xế Hùng muốn đưa chị em tôi đi ngắm cảnh đêm á mà. Hả? Tài xế Hùng hả? Ừ. Rồi sao nữa? Ừ, tại Tâm Anh nó cứ đòi đi hoài à. Cho nên... Là chị đi theo luôn. Trời, chị gan thiệt á. Ủa mà ông tài xế Hùng này kỳ cục vậy ta? Ông là tài xế của công ty mà lại lấy xe đi làm việc riêng. Tuy rằng bây giờ anh đang làm tài xế của công ty, nhưng sắp tới anh mở công ty riêng rồi đó. Anh đảm bảo với em, nếu em lấy anh, em sẽ được cả đời sống an nhàn, không phải đụng tới móng tay đâu. Đây là ông tài xế Hùng đúng không? Ông này ông bị điên rồi. Cuối tuần cưới vợ còn nhắn. Mà cậu đừng có nói chuyện này cho ông biết nha. Tôi sợ là ông đuổi việc chú ấy á. Trời trời, em bó tay chị luôn á. Nhưng mà tốt nhất á là chị đừng có nên nhắn tin với ông nữa. Tránh mặt ông luôn càng tốt. Nghe không? Nhớ đó. Chị ơi, lại gửi tin nhắn nữa rồi nè. Cả 100 cái rồi đó.
Không lẽ mấy cái này là đều của chú Hùng hết hả chị? Thôi kệ đi em. Chào cô chú. Chúc mừng con nhé. Dạ, cảm ơn cô chú. Á, à, sao anh vô đây chi vậy? Anh... Sao anh nhìn em dữ vậy? Bộ em đẹp lắm hả? Tâm ý à, em vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Anh đang ở chỗ làm lễ cưới chờ em nè. Nếu em bước vào hội trường thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng nếu bây giờ em nói em cần anh sẽ từ bỏ tất cả để chạy tới chỗ em. Chú hãy lo lễ cưới của mình đi, đừng làm phiền tôi nữa. Nếu chú ngoan cố, lúc đó bị bờm đầu không ai nhận ra thì đừng có trách. Người nhắn tâm ý. Một lần nữa, mời cô dâu và chú rể lên sân khấu để buổi lễ được bắt đầu. Ủa, cậu còn gì hả? À không, tôi chỉ đi uống nước thôi. À, một tiếng nữa là mình tới giờ học nha. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.